Đẳng cấp tầm nhìn VinFuture khi chủ nhân giải thưởng 2 năm trước giờ được Nobel vinh danh. Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 9 tháng 10 giờ Việt Nam, tại thủ đô Stockholm, Hội đồng Nobel của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel hóa học cho hai công trình có tiềm năng lớn về sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để giải mã protein. Ba tác giả nghiên cứu được vinh danh bao gồm giáo sư David Baker và hai nhà khoa học John M. Chamber và Demis Hassabis với dự án AlphaFold, hệ thống trí tuệ nhân tạo dự đoán cấu trúc 3D của protein với tốc độ và độ chính xác chưa từng thấy. Đáng chú ý nhất là vào năm 2022, hai nhà khoa học là tiến sĩ Demis Hassabis và tiến sĩ John M. Chamber đã vinh dự được trao giải đặc biệt của VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới trị giá 500.000 đô la Mỹ vì đã phát triển dự án AlphaFold. Trước đó, đã có hai chủ nhân giải thưởng VinFuture, mùa đầu tiên là tiến sĩ Kathleen Carrico và giáo sư Drew Weissman, cũng được vinh danh ở giải thưởng Nobel danh giá này. Việc các nhà khoa học đã đạt giải VinFuture liên tục được vinh danh ở những giải thưởng quốc tế danh giá đã chứng tỏ được tầm vóc và tầm nhìn rộng lớn của hội đồng giải thưởng VinFuture, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của VinFuture trong việc đánh giá và thúc đẩy nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên thế giới.